Vẫn còn xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Mình là Mo đây. Hôm nay mình sẽ đi ở quán lẩu Hồng Kông Hot Pot. Đấy, hôm nay mình sẽ ăn lẩu ở đây nhé các bạn. Đây mình sẽ vào. Wow. Đây là em mình. Đây, mình. Mình mới vào đã gặp được một cái bạn này có hình người, còn cái này là hình đỏ trắng. À chúng mình. Đá đây. Ôi, ôi, chơi đá sao khó, chơi cái này khó hơn. Hai chúng mình sang bên đấy đi. Hai quả bóng bên đấy. Không, ở đấy có hai quả bóng. Gì ấy? Thôi, mình vào mình để chữa. Đi. Đi. À. Đây là quán siêu thị. Giờ đừng tiện nghi luôn các bạn. Dì mình nè. Cái chỗ này mình cũng đi rồi, mình cũng biết mấy thứ. Này. Đây là nhiều loại nước khác nhau. Đây là cái nước mình yêu thích. Sẽ mua một chai. To đùng, mình sẽ mua một chai. Ha ha ha. Đấy, nhiều đồ ăn, rau củ cải, đậu. À, vi hào hào. Ôi ôi, lặng quá. Đây, bố cầm quanh. Cocomi, xong, mua mấy cái này thôi. Ra ngoài đây. À, mình ra ngoài đây. À, mẹ mình mua cái này, quên. Mình chỉ mua cái này, mẹ mình cũng mua rồi. Đi. Mẹ. Mẹ lấy thôi. Ờ. Thôi, mình dễ ra tìm bàn. Đây. Đây mẹ mình mua là xúc xích mì và một chai như thế này và cái gì mà nấm xúc xích tiếp. Ui cá hồi omachi à. Đấy mấy gì tôi trời ơi, đây là quầy nước chấm nha các bạn. Đi ra, đi ra, đi ra. Đây sốt cay. Sốt cháo. Nhìn giống sốt cháo thôi. Sốt gì mà màu vàng giống một ăn. À đây là tương ớt này các bạn. Bát sốt đi. Mình thì thích ăn tương ớt. Đúng rồi, mình thì ăn tương ớt nhỉ. Em ăn được tương ớt rồi. Em vớt cho. Anh vớt cho cay lắm ấy, mút tay. Và đây là Maggi trộn tương ớt bên ngoài. Maggi trộn tương ớt à? Chị ăn như thế nào? Đấy, ăn cái này mới ngon. Bố mình thằng ăn này mình ăn rồi nhá, ngon cực. Ok, bây giờ mình... 100%. Bây giờ sẽ mang ra bàn. À bố. Chỗ này còn gọi là bãi đất trống. Này các bạn thấy à? Bãi vắng à. Vắng tanh.
vắng như các bạn, mới có mấy người ngồi. Chỗ kia đông nhất, còn chỗ này vắng nhất. Đâu? À, có mấy cái bức tranh gì đó à? Ở chỗ này á, mình chỉ cần mang người, mình chỉ đợi người ta mang lẩu, rồi mình đi vào mua sắm, rồi người ta tính cả tiền ăn lẩu với lại là mua sắm, là tí mình ăn chuyển về thôi. Đấy, sướng chưa, sướng chưa? Mình đang ăn hiện tại mình đang ở lẩu Hồng Kông. Cái nước Hồng Kông này chỉ có gần Trung Quốc, nó nhỏ giống Vatican ấy các bạn. Đấy. Nào Vi. Đây. Ok. Con xin vào bạn. Làm gì con? Cho bà giáo. Ui, ngon chưa chín? Chưa không ngon. Ăn lẩu ấy ngon. What is it? Video rồi.
Thì các, nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một nút like, đăng ký, nút like nhá. Còn bây giờ thì bye bye.